Chào mừng các bạn trở lại với khóa học lập trình Gen Framework tại Trung tâm Đào tạo Tin học Khoa Phạm. Tiếp tục chúng ta sẽ cấu hình cho điều khiển mức truy cập. Rồi mình sẽ đi vào trong module để gọi phương thức filter access, check xem là người dùng đang gọi đến controller và action như thế nào mỗi khi mà người dùng gõ đến website. Thì chúng ta sẽ đi vào setup ở file module.php. Thì bạn thấy là file module của chúng ta ở đây có phương thức là getconfig. Mỗi khi mà controller được gọi, nó sẽ gọi đến getconfig như thế này. Do đó chúng ta sẽ viết một phương thức ở đây để gọi filter access. Rồi mình viết phương thức với mức truy cập là public function. Thì phương thức mình gọi đó chính là onBootstrap. Rồi truyền vào đây đó chính là MVC event. Đại diện là một biến event. Thì phương thức onBootstrap bạn ghi là onBootstrap ha. Phương thức onBootstrap này được gọi mỗi khi mà module của chúng ta chạy thành công thì onBootstrap này nó sẽ thực thi và chúng ta sẽ kiểm tra ở đây ha. Ở đây mình sẽ tạo ra một biến là Event Manager. Chính bằng $Event. Và mình sẽ chọn tới phương thức ở đây chính là GetApplication. Sau đó thì mình sẽ trỏ tới phương thức ở đây đó chính là Get Event Manager. Tiếp theo thì chúng ta sẽ share event này cho một sự kiện khác. Do đó thì sự kiện đó mình sẽ setup ở đây ha. Tuy nhiên thì bây giờ mình sẽ tạo ra một biến Share Event Manager chính bằng $Event. Trỏ tới phương thức ở đây chính là Get Share Manager. Rồi chúng ta sẽ dùng $ShareEventManager này. Mình sẽ trỏ tới phương thức ở đây đó chính là attack để tiến hành gửi đi và ShareEvent. Rồi attack này chúng ta sẽ thực hiện như sau. Chúng ta sẽ yêu cầu là mỗi khi người dùng gọi đến controller thì sẽ check xem controller đang gọi là gì. Thì các controller của chúng ta đang được extend từ abstract action controller. Do đó thì mình sẽ sử dụng abstract action controller này. Mình gọi ở đây, nó là một class ha. Tiếp theo là sự kiện bạn sẽ share khi mà gọi đến Abstract Action Controller này. Thì sự kiện mình share đó chính là MVC Event. Do đó ở đây mình sẽ ghi là MVC Event. Gọi đến là Event Dispatch. Rồi tiếp theo là mình dùng $This. Gọi đến là onDispatch mà phương thức tiếp theo chúng ta sẽ cài đặt. onDispatch mà tiếp theo chúng ta sẽ cài đặt. Rồi tiếp theo là đồ ưu tiên ha. Thì yêu cầu mỗi khi người dùng vào thì sẽ check ngay. Do đó thì mình sẽ set up số này càng cao càng tốt. Thì mặc định nếu bạn không truyền thì nó sẽ là 1. Còn trường hợp ở đây mình sẽ truyền một giá trị cao hơn để cho mỗi khi vào thì nó sẽ check đầu tiên ha. Thì ở đây mình sẽ set up khoảng là 100 chẳng hạn. Mặc định đồ ưu tiên ở đây là 1 thì bây giờ mình sẽ set up 100, tức là đồ ưu tiên ở đây cao hơn. Như vậy là attack mình đã truyền vào. Tiếp theo thì bạn thấy ở đây chúng ta dùng $ZIP là onDispatch. Như thế này thì chúng ta sẽ phải viết một phương thức ở đây kiểm tra, dùng phương thức này để filter access ha. Mình viết phương thức với mức truy cập kiểu public onDispatch. Rồi mình sẽ truyền vào đây một MVC event ha. Đại diện là $Event. Rồi mình sẽ lấy ra controller name và action mà người dùng đang gọi. Thì ở đây mình dùng là $controller name chính bằng $Event. Sau đó thì mình sẽ trỏ tới phương thức là getRowMax. Rồi mình sẽ trỏ tới phương thức là getParam. Là controller. Và nếu không có controller nào thì mình sẽ set up là null. Tiếp theo thì bạn sẽ lấy ra action. Mình tạo biến là action name chính bằng $Event. Trỏ tới phương thức cũng là getRowMax và getParam. Tuy nhiên ở đây chúng ta sẽ không phải là controller nữa mà chính là action.
Còn không thì chúng ta cũng sẽ set up cho action này là null. Thì hai giá trị này được hiểu như sau. Bạn thấy thì chúng ta có row là login, thì controller của chúng ta đang sử dụng là outcontroller, và action của chúng ta đó là login. Do đó thì controller này sẽ được lấy thông qua là getRowMax, và action này cũng lấy qua getRowMax, và action thì lấy thông qua action, controller thì lấy thông qua controller ở đây. Tiếp theo thì mình sẽ lấy ra OutManager để chúng ta check xem là controller và action này có được truy cập hay không. Thì mình sẽ tạo một biến là OutManager. Chính bạn, tôi là Event. Mình sẽ chọn tới phương thức là getApplication. Tiếp theo chúng ta chọn tới getServiceManager. Và mình sẽ lấy ra OutManager ở đây. Mình sẽ thông qua OutManager này mà truy cập vào phương thức Filter Access. Mình copy đối với phương thức này ha. Rồi tiếp đó là OutManager. Chọn tới Filter Access, truyền vào đây controller name và action name ở đây ha. Do đó thì mình sẽ sử dụng controller name này. Và tiếp theo đó chính là $action name. Bạn thấy thì phương thức filter access ở đây return true hoặc là return false. Nếu là return false thì người dùng được tất cả các quyền. Vậy thì mình sẽ thực hiện phủ định lại ở đây, tức là return false. Nếu return false tức là người dùng không có quyền hạn, ở đây mình sẽ chú rất là không có quyền. Nếu không có quyền thì mình sẽ return về lại row login để cho người dùng login ha. Tuy nhiên để redirect về login thì bạn cần controller. Do đó thì ở đây mình sẽ tạo một biến là controller. Mình sẽ lấy ra controller bằng $event. Trò tới phương thức là getTarget. Sau đó thì mình sẽ dùng $controller này và trò tới redirect. Và mình sẽ cho phép người dùng đi đến route của mình set up, đó chính là login. Thì bạn thấy là chúng ta ở đây đang set up là không có quyền thì đi vào route login. Như vậy thì mình sẽ tiến hành chạy thử đối với trường hợp mình đã set up ở đây. Ở đây mình bị một lỗi là on bootstrap instant MVC. Phải là instant này ha. Rồi sorry các bạn, thì mình sẽ thực hiện lại ở đây. Bạn thấy thì mình chưa use thư viện MVC vào, thì nó sẽ hiểu đứng từ module user, cho nên nó thông báo ở đây chính là user vào MVC. Nhưng thực chất của chúng ta phải là vào nội dung như thế này. Do đó thì mình sẽ use. Rồi mình sẽ thử refresh. Mình nhận được một lỗi ở đây là on debug. Sorry các bạn, thì ở đây mình sẽ phải là T rồi CH ha. CH. Rồi mình sẽ thử refresh lại. Thì đây mình thấy là mình tiến hành tạo form login. Bây giờ mình sẽ đi vào route user ha. Nếu ở đây mình chưa login, trước tiên thì mình sẽ log out trước để chắc chắn. Bạn chưa đăng nhập, vậy thì mình sẽ đi vào trong route user. Chúng ta chưa login nhưng mà vẫn được truy cập. Mình sẽ kiểm tra lại. Thứ nhất thì mình sẽ đi vào trong module này. Chúng ta sẽ đi kiểm tra ở file module. Mình sẽ mở ra ở đây là OutManager. Ở đây mình thấy là sys cho tới controller name. Có nghĩa là mình đi từ sorry các bạn, thì ở đây mình thấy là mình đi vào config. Config ở đây là đi vào access filter ở phương thức là authent manager ha, tức là config của chúng ta đã được truyền đi vào khóa là access filter. Thì ở đây là access filter. Sau đó thì qua out manager thì mình sẽ dùng config đi vào controller. Tuy nhiên thì ở đây mình lại set up là không có khóa controller, do đó nó sẽ không select được. Vậy thì mình sẽ control x ở đây. Controller. Sau đó thì mình sẽ trỏ tới một mảng và bắt giá trị ban nãy ra ha. Như vậy thì chúng ta đã đi vào trong controller. Tiếp theo là controller name. Rồi action. Action ở đây chúng ta là có s. Tuy nhiên thì ở đây chúng ta lại set up là không có s. Tiếp theo thì mình sẽ kiểm tra ở module. Ở đây mình thấy mình có sử dụng một số class, thì bạn nhớ view ha. Mình use module của chúng ta là user. Tiếp theo thì mình đang vào out manager, do đó thì mình vào service. Rồi sượt là out manager. Tương tự thì mình có là abstract action controller, do đó mình cũng sẽ vô thuộc viện này.
đi từ gen vào MVC, rồi bạn vào controller, sau đó gọi đến là abstract action controller. Mình sẽ thử refresh lại ha. Như vậy thì mình nhận được một lỗi là get target. Đối với get target ở đây thì bạn có là có error ha, mà mình đã ghi chưa đúng. Ở đây mình đã đi vào route user nhưng mà nó đã đi vào target, tức là chúng ta đã không có quyền truy cập. Mình sẽ thử refresh lại. Mình sẽ kiểm tra lại ở đây ha. Bạn thấy thì khi mà chúng ta chưa login thì mình sẽ return về route login. Bạn còn kiểm tra một trường hợp ở đây nữa là login của chúng ta thì đang ở out controller ha. Do đó thì mình sẽ set up thêm một trường hợp ở đây nữa. Rồi đô la controller name. Nếu mà khác so với là controller rồi nhớ vô thư viện out controller này. Use, mình ở module user, vào controller và out controller. Trường hợp ở đây thì mình nên check rõ ràng ra hơn ha. Nếu không in array, và nếu trường hợp là không có controller thì chúng ta sẽ return true luôn ha. Rồi mình sẽ thử chạy lại nè. Sau khi mà chúng ta có ở đây thì route của chúng ta đã hoạt động thành công. Thì đây mình sẽ thử đi vào route user. Thì bạn thấy là sau khi mà chúng ta đã return thì ở đây chúng ta chưa login cho nên nó quay về user. Vậy thì các bạn cần thêm vào ở đây một đoạn code là return true nếu mà không in array và không có exec controller như thế này ha. Rồi tiếp tục mình sẽ test cho trường hợp là add chẳng hạn. User vào add ha. User mình vào là add. Thì bạn thấy là chúng ta cũng bị redirect về trang login. Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành login nào. Mình nhập username và password ha. Ở AutController chúng ta có password và username. Thì mình sẽ dùng Hương Hương và password này. Tiến hành login. Thì bạn thấy là sau khi login chúng ta đã được đi vào trang này. Bây giờ mình sẽ thử edit nào. Thì edit của chúng ta đã tiến hành đi vào được. Mình sẽ đi vào logout. Như vậy thì chúng ta đã logout thành công. Bây giờ mình sẽ đi vào route edit như ban nãy ha. User. Rồi mình vào edit 55 chẳng hạn. Thì chúng ta đã được return về trang login. Như vậy là chúng ta đã check cho trường hợp đăng nhập thành công. Bài học sau chúng ta sẽ tiếp tục chỉnh sửa thêm một số config. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở bài học tiếp theo.